Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hòa Bình, từ 16 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến 16 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2022, tỉnh Hòa Bình ghi nhận 62 trường hợp mắc COVID-19, trong đó huyện Lương Sơn ghi nhận 29 trường hợp, thành phố Hòa Bình ghi nhận 19 trường hợp, huyện Mai Châu ghi nhận 6 trường hợp, huyện Tân Lạc ghi nhận 3 trường hợp, huyện Yên Thủy ghi nhận 2 trường hợp, huyện Cao Phong, Lạc Sơn và Lạc Thủy mỗi huyện ghi nhận 1 trường hợp. Trong ngày 1 tháng 1, tỉnh Hòa Bình đã truy vết được 497 trường hợp F1.